một tình huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đó là Lý Thông và Thạch Sanh. Với những trăn trở luôn phải làm việc thiện, nhưng lại luôn gặp những bất công của người đời đáp trả. Sao người ta lại đánh anh? Anh làm phúc cho người ta cơ mà. Chỉ vì có một hình hài không giống người lương thiện. Từ đây sẽ không bao giờ tao làm điều tốt nữa. Từ một Lý Thông hiền lành nhút nhát, nay đã trở thành một Lý Thông mưu mô xảo trá, luôn toan tính trong mọi hành động để đạt được mục đích bằng mọi giá. Đó là tiền tài, danh vọng và tình yêu. Chẳng lẽ ở đời lại có nhiều Lý Thông đến như vậy? Dạ bẩm, chúng nó cứ tự gọi mình là như thế đấy ạ. Tất cả có trong phim hài Tết 2018, họ Lý tên Thông, bằng nhiều tình huống thi hài cùng nhiều cảnh quay 4K hoành tráng, với dàn diễn viên được nhiều người mến mộ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, MC Thành Trung, hot girl Quỳnh Cun, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt, nghệ sĩ nhân dân Quốc Chiêm, nghệ sĩ Thanh Tú, nghệ sĩ Trà My. Họ Lý tên Thông sẽ được phát hành trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.